ở đây sống trong đời với sa mạng ít ôi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Em cảm ơn chị Nhật Quỳnh, bài rất dài, bổ rất khó. Kính cảm ơn chị. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ nó một cái tài giá nó như tâm mà giá nó ngôi sân khai giá thôi chúng ở lễ cũng tổng môn hạnh chúng lễ cô phụ nữ con ngôi cha đấy cô phụ nữ thánh an kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Đặng Đông và xin anh ta và chị Lo Nghị cho biết có hiểu nghe rõ. À, con xin đọc đoạn kinh tôi chưa thấy bài ạ. Dạ cảm ơn chị Đăng Đông đã bớt bài ạ. À, Kinh Tiểu Bộ chương 3 Ba Pháp phẩm bài 70 đoạn 58. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú đỏ số địa ngục. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói nên lời nói này. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng sanh phải sanh vào khổ dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh có tài kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào khổ dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ, với thân làm nghiệp tà, người ở đời làm vậy, ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít thôi. Khi thân hoại mạng chung, người ấy với liệt tệ bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiện giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, sau khi nghe một sa môn hay la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện,
thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiện thiên giới cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến, dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, với thân làm nghiệp chánh, nhờ đời làm vậy, nghe học nhiều, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức. Ở đây sống trong đời với sanh mạng ít ôi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Xin gửi mic lại cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thường Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ chương 3 Ba Pháp, bài 70 La Mã, trang 858. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi được nghe. Ta đã thấy này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩa ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩa ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng sanh phải sanh vào cõi dữ, ác thú địa đọa xứ địa ngục. Này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩa ác, chỉ trích các bậc thánh có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến, dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ, với thân làm nghiệp tà, người ở đời làm vậy, ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức. Ở đây sống trong đời với sanh mạng ít oi, khi thân hoại mạng chung, người ấy bị liệt tệ, bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 71 La Mã, trang 59. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy này các tỷ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện,
thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân ngoại mạng chung, họ được sanh vào thiên thú, thiện thú thiên giới, cõi đời này. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân ngoại mạng chung, họ sanh vào thiện thú thiên giới, cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ với thân làm nghiệp chánh. Người ở đời này, đời làm vậy, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít ôi. Khi thân ngoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh cõi trời. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và cảm ơn đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Sip Ai Minh, Sip Tâm Pháp, chị Lạc Lê. Và kính mời chị Lạc Lê nha. Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ, con xin đọc bài 71 La Mã 9. Điều này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, có phải bài này không chị? À, ok. Ok, phải bài này không? Dạ. Dạ, alo. Dạ, 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 kính cảm ơn chị lắm. Dạ. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu nói lời thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân họa mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiên giới của đời này. Này các tỷ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu nghĩa thiện, không chỉ trích các bậc thánh nhân, các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hội mạng chung, họ được sanh vào thiện thú thiện giới cõi đời này. Và này các tỷ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện, không được trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hội mạng chung, họ sanh vào thiện thú thiện giới của đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, dẫn ý nghĩa vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ, nói thân làm nghiệp chánh. Người ở đời làm vậy, nghe nhiều, học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời với sanh mạng ít ôi. Khi thân hội mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
Dạ, mời em mình với lại chị với lại Tâm Pháp. Dạ, kính mời. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào với anh chị. Con xin phép được trân thủ trái bài Kinh Tiểu Bộ, con kính đảnh lễ Thường Tọa Pháp Tân, vừa văn lâm vào rung. Kinh Tiểu Bộ, Ý Tí Bú Tá Cá, chương 3, Pháp, phẩm 3, La Mã 70. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ. Ác thú đọa xứ, địa ngục, này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh. Có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự biết mình, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp tỳ tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Dẫn ý vào đường tà, nói những lời tà ngữ với thân làm nghiệp tà, người ở đời làm vậy, ít nghe, ít học hỏi, không làm các công đức, ở đây sống trong đời với sinh mạng ít oi, khi thân hoại mạng chung, người ấy với liệt tuệ, bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 71 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ta đã thấy, này các tỳ kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến. Chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỳ kheo, sau khi không nghe một sa môn hay bà la môn nào khác nói lên, ta nói lên lời nói này. Này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện. Không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Và này các tỳ kheo, vì rằng ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩa thiện. Không chỉ trích các bậc thánh có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến, dẫn ý vào đường chánh, nói những lời chánh ngữ với thân làm nghiệp chánh, người ở đời làm vậy, nghe nhiều học hỏi nhiều, làm các việc công đức, ở đây sống trong đời với sinh mạng ít oi. Khi thân hoại mạng chung, người ấy với trí tuệ, người ấy làm như vậy được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã trả lời xong, kính dâng nít lời đào tràng. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu dây giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn Tâm Pháp cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Dạ sa thú lành thai, kính cảm ơn cô Ái Minh, xích Tâm Phương, Cẩm Vân, xích Trần Đạo, xích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài tiểu bộ kinh 70 và 71 La Mã. Và bây giờ cũng đã đến giờ chúng con học bài mới là câu tiểu bộ kinh số 72 La Mã. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Tòa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Gia Hoa Tô, A Ra Ha Tô, Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sa sam bu ta ha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp an toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trì trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 3 bài 72. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình tỷ kheo ấy thấy chánh, từ đẩy chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh. Vị ấy sống như vậy thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính nhân mít đến sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông, cô ngài Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Thật sự ra thì trong những buổi học, trước khi học thì các vị Phật tử đọc bài tôi nghe rất là hoan hỷ. Dù là học kinh Tiểu Bộ hay là học kinh Pháp Cú, nếu chúng ta có chánh kinh, chúng ta đọc là giống như là ta ôn lại những cái lời dạy nó sát đáng ở trong cái phần chánh kinh của mình, chánh văn. Cho nên là chúng ta không có đi xa vời cái đề tài mà chúng ta học. Cho nên cũng là một việc nữa là chúng ta ôn lại rất là hay. Cho nên những cái dịp buổi học như thế này, kinh Pháp Cú hay là kinh Tiểu Bộ chúng tôi đảm trách, quý vị đọc được rất là hoan hỷ. Sự thật ra đó là nếu mà chúng ta có thời gian để chúng ta ngồi lại chúng ta đọc thì cũng không có thời gian để chúng ta đọc. Hoặc là nhiều khi rồi chúng ta đọc một chút rồi chúng ta lại đi làm việc khác, rồi chúng ta không có thường xuyên. Vì vậy cho nên là chúng ta có dịp để đọc lại, để ôn lại cái lời Đức Phật dạy trong phần chánh kinh. Đó là những cái gì mà chúng tôi muốn chia sẻ khi nghĩ đến cái việc mà đọc bài của các vị. Thôi bây giờ chúng ta bước vào cái buổi học. Trước khi học buổi học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavan Tăng Aphiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibano Phagavato Sawakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay là chúng ta học bài số 72 La Mã. Thì phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc rồi, bây giờ chúng tôi chỉ nhắc lại, sau đó chúng tôi sẽ giảng ý nghĩa ở trong cái nội dung của cái bài giảng hôm nay. Đức Phật ngài dạy có ba cái sự xuất ly. Trong nội dung này, này các tỷ kheo, có ba sự xuất ly giới. Thế nào gọi là ba? Thế nào là ba? Xuất ly này khỏi các dục, tức diễn ly, tức là diễn ly. Xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi là sự xuất ly ấy. Này các tỳ kheo, có ba sự xuất ly. Đức Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Thì trong cái bài kệ này, Đức Phật ngài nói là người mà biết xuất ly như vậy thì vừa cắt sắc. Thì lần lượt chúng tôi sẽ giảng cái ý nghĩa này. Trước tiên đó là chúng ta nghe Đức Phật ngài dạy ở đây đó là trong nội dung bài kinh này đó là ba cái sự xuất ly. Trước tiên là chúng ta định nghĩa cái từ xuất ly. Xuất ly ở đây có nghĩa là sự rời bỏ xa lắm, rời bỏ xa lắm. Mà xa lắm cái gì? Tức là xuất ly khỏi các dục, tức là diễn ly khỏi các dục. Xuất ly cái thứ hai là xuất ly khỏi sắc, tức vô sắc.
và sự đoạn diệt cái gì hiện hữu được làm ra, được duyên khởi, xuất ly cái ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng trong cái ý nghĩa xuất ly khỏi các dục. Ở đây trong nội dung bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài dạy là xuất ly khỏi các dục, tức là diễn ly. Diễn ly. Dục ở đây đó thì chúng ta biết đến gọi là trước tiên đó là nói đến cái raga tanha, tức là ái dục. Mà cái người mà tu tập á, để mà xuất ly được các cái dục á, đặc biệt là ái dục raga tanha ở đây đó, là chúng ta biết rằng đối với các cái dục là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc. Hay nói cách khác, tức là ái ở trong các cái cõi dục. Thì khi mà nói mình xuất ly, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì khi mà căn mà tiếp xúc với trần cảnh thì chẳng qua đó là căn cảnh giao thoa với nhau, gặp lại với nhau, thì trong kinh gọi đó là xúc. Cho nên xúc nó dẫn đến cái cảm thọ, bao gồm cả cái cảm nhận, cảm giác của mình bằng thể chất, hay hoặc là cái cảm tình của mình ở trong một cái suy nghĩ, trong tâm lý của mình, cái thích thú hay là cái không hài lòng, cả những cái trạng thái đó. Như vậy thì ở đây khi mà nói là xuất ly khỏi các dục, tức là mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi lưỡi mùi, ngửi mùi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đó, chúng ta xa lánh cái đó. Xa lánh ở đây đó là không phải là chúng ta không có xúc chạm với những cảnh đó, nhưng mà khi chúng ta xúc chạm á, thì với một cái người mà tu tập á, thì cần phải có cái sự quán chiếu chánh niệm. Chánh niệm khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta biết là khi có căn tiếp xúc với các cái trần cảnh thì những cái sự đó giao thoa với nhau. Cho nên nếu mà một người mà không có chánh niệm á, trong cái việc mà mắt thấy, tai nghe, ví dụ như bây giờ mình nhìn mắt mình nhìn thấy cái cảnh đẹp, mình thích thú trong đó, hay là mình nghe âm thanh im dịu, mình thích thú ở trong đó, hay là cái âm thanh chát chúa, mình không hài lòng, mình bực bội, thì cũng không nên cả hai cái trạng thái đó. Cho nên chúng ta có ba cái cảm thọ. Một là cảm thọ khổ của thân, hay là thọ lạc của thân, thọ khổ của thân hay là thọ lạc của thân, hoặc là cái trạng thái là thọ ưu của tâm, hoặc là thọ hỷ của tâm. Tức là cái thân hay là tâm gì đó ưa thích, thì nó là tâm mình ưa thích là thọ hỷ, ái tham sanh khởi. Rồi tâm mình không ưa thích đó, thì cái bực bội sân hận sanh khởi. Rồi thân mà mình xúc chạm với những cái cảnh mà cái vật gì mà nó cứng, hoặc là nó đau đớn cho cơ thể của mình, hoặc là nóng hoặc là lạnh đó, thì làm cho mình không thích thú, không hài lòng với cảnh đó, tâm mình cảm thấy như bực bội, khó chịu. Thì đối với một người có chánh niệm, mình phải thấy rõ những điều đó và không có đắm nhiễm trong cái cảnh thích thú, hay hoặc là không có để cho cái tâm mình rơi vào cái trạng thái là chán ghét, không hài lòng với một cái cảnh gì đó mà mình gọi là không hài lòng. Cho nên là cái trạng thái tâm đó chúng ta tránh đi những điều đó. Thì khi mà mình sanh ở trong cõi dục á, phiền não dục, nó là kama raga tanha ở đây, tức là ái dục á, nói đến ái dục á, tức là chúng ta ưa thích ở trong sắc, tinh, hương, vị, xúc.
Còn nếu cõi dục đó thì gọi là kama fumi, chúng ta thích có mặt ở trong cõi dục, thích có mặt trong cõi dục. Vì thích có mặt ở trong cõi dục cho nên là chúng ta tái sanh trong cõi dục. Vì vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải cần có cái sự xuất ly. Mà xuất ly ở đây đó, các dục đó, thì quý vị thấy rằng những cái cảnh sắc, cảnh tịnh, cảnh sắc, cảnh hương, sắc thinh hương vị xuất đó, nó đều là giả hợp, nó đều là giả tạm, không có cái gì bền vững. Chúng ta phải suy xét như vậy. Không ai mà một đời lại hưởng hoài những cái điều đó. Và trong một cái tâm thái mà đối với một cái người, mà một con người của chúng ta đó, thì thường thường xúc chạm với cái cảnh đó, thì chúng ta luôn luôn thấy cái sự thích thú. Rồi cái cảnh đó mà nó không, nếu mà cái cảnh mà chúng ta đang thích thú mà bây giờ bỗng nhiên nó bị mất đi, thì làm cho cái tâm thái của mình, tâm trạng của mình nó hụt hẫng, thì đó cũng là sự khao khát. Đó là sự khao khát. Cho nên chúng ta phải quán tính chất của vạn pháp ở trên cuộc đời này, nó là vô thường. Dù là cảnh đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh ký, cảnh vị, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, nó đều là vô thường. Rồi nó khổ không? Nó khổ. Đức Phật phải quán cho chúng ta thấy, Đức Phật dạy cho chúng ta quán là hãy thấy khổ. Khổ. Khổ là sao? Đức Phật ngày nói rằng, ngày dạy rằng dục nó có vị ngọt của nó, nó có cái sự nguy hiểm của nó, và nó có cái sự xuất ly của nó. Phật dạy vậy. Cho nên đối với vị ngọt á, chúng ta chỉ nhìn được hai khía cạnh, một khía cạnh thôi, chỉ thấy được một khía cạnh thôi. Một khía cạnh đó là thấy vị ngọt thôi. Thí dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì chúng ta thấy ưa thích nè, xúc chạm im ấm thì chúng ta ưa thích nè, rồi nghe âm thanh im dịu thì chúng ta ưa thích nè, ăn món ăn ngon chúng ta ưa thích nè, rồi chúng ta ngửi cái mùi thơm thì chúng ta thích thôi. Chứ chúng ta không thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Nguy hiểm là sao? Những cái cảnh đó đó, nó không bao giờ bền vững. Bởi vì chính một cái trạng thái mà nó không bền vững, nó mất mát đi, nó tự nhiên nó biến mất đi, hay tự nhiên nó thay đổi những cái trạng thái khác nhau, rồi làm cho tâm lý của mình lại bị khổ trong một cái trạng thái hụt hẫng, chờ đợi cao cả. Vì vậy cho nên Phật gọi là raga tanha, tức là dục ái đó. Một người mà đắm nhiễm ở trong dục ái, nó làm cho chúng ta khổ. Chúng ta phải thấy nó sự khổ. Đức Phật ngày nói đó cái sự nguy hiểm. Bây giờ nè, mọi cái thể xác của chúng ta, chúng ta từ lúc trẻ thì mắt chúng ta sáng, tay chúng ta, tay chân, da thịt chúng ta căng phồng, đi đứng rồi thoải mái, tức là đi đứng mạnh dạn. Nhưng mà khi mà chúng ta già một chút đó, thì mắt chúng ta mờ, tay chúng ta sẽ bị điếc, bị lãng đi, rồi chân lưng của chúng ta sẽ còm đi, gối chúng ta sẽ trùng đi, những bước đi chúng ta trạng một thái, những bước đi của chúng ta nó không vững. Rồi tóc chúng ta sẽ bạc đi, má chúng ta sẽ cớp đi. Đó là biểu hiện của sự suy tàn, của sự suy tàn. Mà Đức Phật ngài nói đó là sự nguy hiểm của các dục. Bởi cái dục, những cái dục đó chúng ta hưởng á, thì nó, Đức Phật dạy rồi, đó là ít vui nhưng mà nhiều khổ. Khi mà chúng ta còn nhỏ thì chúng ta đi học, chúng ta gây dựng nên cái kiến thức, tạo dựng cái sự nghiệp, rồi chúng ta gẫm lại một cuộc đời của chúng ta đến khi mà chúng ta lập gia đình, hoặc là chúng ta lớn lên trở thành một cái tuổi trung niên rồi, chúng ta đến bước sang cái tuổi lão niên thì chúng ta sẽ gẫm lại là chúng ta được hưởng được bao nhiêu cái sự hạnh phúc, bao nhiêu sự hạnh phúc trong sự hưởng thụ ngũ dục đó. Cho nên Phật dạy rằng dục nó có vị ngọt của nó, là khi mà mình đắm nhiễm nó, mình thấy nó cái gì nó cũng là toàn là màu hồng không á, thì hoàn toàn nó là dục, nó có vị ngọt của nó, chứ không phải Đức Phật phủ nhận. Ví dụ như một người sống trên cuộc đời này
mà người ta đầy đủ vật chất, người ta đầy đủ sự hương thọ, hưởng thụ, đi trên nhung lụa, có quyền bính trong tay, thì phải nói là cái người đó họ có phước. Có phước trong cái nghĩa là phước hữu lậu, là họ được hưởng. Nhưng mà rõ ràng họ phải chịu một cái chung nhất là nó có vị ngọt của nó có sự nguy hiểm của nó. Rồi đây cái người đó cũng phải già, rồi phải bệnh, rồi phải đau, phải chết. Tất cả những điều đó không ai làm thế mình được, mà chỉ có mình gánh lấy mình thôi. Như vậy thì cái sự xuất ly ở đây, chúng ta phải quán sự khổ, rồi chúng ta phải quán được những cái sự bất tịnh ở trong cuộc đời này. Không có cái gì mà gọi là tịnh hết. Ở trong kinh gọi là điên đảo tưởng. Trong kinh có một cái từ chánh văn gọi là điên đảo tưởng. Vô thường mà tự cho là thường, khổ mà cho là lạc. Khổ mà cho là lạc, vô ngã mà cho rằng tự ngã, thì cái đó bất tịnh cho là tịnh, thì cái đó đó được gọi là, trong kinh gọi đó là điên đảo tưởng. Người mà chấp nhận như vậy đó gọi là điên đảo tưởng. Cho nên ở đây sự xuất ly, trước tiên đó là chúng ta xuất ly, để xuất ly các dục này, tức là ái dục, thì chúng ta phải quán đến cái sự vô thường, biến đổi không bền vững, dù là căn hay là cảnh, hay dù là tâm thức sanh khởi đi nữa. Chúng ta nói đến 12 xứ, tức là căn và cảnh, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Chúng ta nói đến 18 giới, tức là 6 nội xứ, 6 ngoại xứ và 6 thức sanh khởi, là 18 giới. Nói trên khía cạnh của giới, thì chỉ cho cái ngũ uẩn của mình, chỉ cho cái ngũ uẩn của mình. Dù là nói 12 xứ hay nói 18 giới, cũng chỉ cho căn cảnh và tức, cũng chỉ cho năm uẩn mà thôi. Năm uẩn mà thôi. Nó liên quan đến những điều đó. Cho nên á, ở đây là xuất ly các dục bằng cái việc mà chúng ta quán về bất tịnh. Dù là vật vô tri cũng là bất tịnh, vật hữu cũng là bất tịnh, thể xác của chúng ta cũng bất tịnh. Rồi cái vật xung quanh của chúng ta nhìn lại, cây cối hoa lá thì nó cũng phải theo năm tháng, theo thời tiết, theo nắng gió mưa nước gì đó, rồi nó cuối cùng cái cây đó nó cũng già, rồi nó cội, rồi nó cũng chết thôi, rồi nó cũng mục trở lại thành đất thôi. Cho nên không có cái gì mà không có biến đổi hết á. Chúng ta phải thấy được cái bất tịnh, chúng ta phải thấy được cái vô thường, tức là nó không bền vững. Rồi chúng ta thấy cái khổ ở trong cái tâm lý của chính mình, trong do cái sự khao khát của nội tâm. Mình nghĩ rằng mình sẽ hưởng thụ một cách bền vững, mình hưởng thụ một cách đó bền lâu, nhưng mà rồi đó, nó có những trạng thái thay đổi. Và ngay cả những cái gì mà chúng ta hưởng thụ, nó cũng đang lần lượt biến đổi từ trạng thái này sang đến trạng thái khác. Cho nên nó trong một cái trạng thái tâm lý, nó là luôn luôn hụt hẫng, luôn luôn khao khát. Cho nên Phật dạy đó là khổ. Và hoàn toàn là rỗng không, không có cái gì mà chắc thật. Căn cảnh thức sanh khởi thì cái đó được gọi là xúc. Khi mà những cái pháp đó nó giao thoa với nhau cho nên gọi là xúc. Cho nên là những cái điều đó, đó nó không rỗng không, nó không có cái gì mà gọi là cốt lõi hay là tinh hoa ở trong đó hết. Bởi vì những cái pháp này do nhân duyên hợp lại thành, và khi đó là do nhân duyên biến mất, không có nữa. Cho nên cái người mà xuất ly các dục, diễn ly, tức là mình không bị dính mắc ở trong đó, để rồi ái tham dính mắc trong đó. Khi nói đến dục, thứ nhất á, là nói đến cái gì? Nói đến cái raga tanha, tức là dục ái, tức là tâm mình dính mắc ở trong ngũ dục. Cái thứ hai nữa đó là tâm mình hướng đến cõi dục. Tâm mình hướng đến cõi dục. Tâm hướng đến cõi dục đó là gì? Đó là ái hướng đến cõi dục, muốn có mặt ở trong cõi dục để hưởng năm dục. Thí dụ giờ mình muốn sanh lại làm người, cho nên là mình mới cái động cơ muốn sanh lại làm người, cho nên là mình tạo ra những cái nghiệp để tạo ra làm người, để sinh lại làm người. Hành thì là duyên cho thức, là như vậy. Hành là duyên cho thức, mà bắt nguồn từ ở cái ái tham, đó là dục ái. Cho nên Phật dạy chúng ta xuất ly khỏi các dục. Rồi bây giờ nè, chúng ta thấy cái pháp thứ hai ở đây đó là xuất ly và diễn ly các dục đó.
Đức Phật ngài dạy cái pháp thứ hai đây, sự xuất ly này khỏi các sắc tức là vô sắc. Vì sao đây không nói sắc mà nói là vô sắc? Bởi vì khi mà xuất ly khỏi dục á, thì dĩ nhiên chúng ta còn tồn tại trong sắc. Sắc ở đây đó là mình hiểu rằng chúng sanh ở trong cõi sắc. Cái thứ hai là chúng sanh có mặt ở trong cõi sắc đó là đều là tu để thiền bằng những cái đề mục sắc, cho nên có mặt. Rồi bây giờ nè, khi nói đến cõi dục á, thì có đến 11 cõi dục. Và khi nói đến cõi sắc á, thì có 16 cõi sắc. Và chúng sanh mà ly dục, tức là nhờ tu thiền sắc. Chúng ta thấy nè, trong kinh mà mô tả một cái vị chứng thiền á, chứng sơ thiền là như thế này nè: vị tỷ kheo ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sinh có tầm có tứ. Tức là tâm vị đó ly khỏi dục nhưng mà dính vô sắc. Sắc ở đây đó là, một là vị đó tu thiền sắc, để mà tu thiền sắc và hỷ lạc với cái đề mục thiền sắc đó mà vị đó dính mắc. Cái thứ hai nữa là tâm vị đó hướng đến cái cõi sắc giới, cho nên có mặt ở trong cõi sắc. Dĩ nhiên là ly khỏi dục rồi. Các vị phạm thiên ở cõi sắc á, là ly khỏi dục, do năng lực của thiền, do năng lực áp chế của các cái chi thiền, áp chế các cái triền cái, làm cho năm cái triền khái nó không sanh khởi, cho nên cái vị đó sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Nhưng mà ở đây không nói đến sắc, mà ly khỏi sắc thì phải là vô sắc. Như vậy thì cái vị mà chứng thiền vô sắc, chứng thiền sắc giới á, vẫn còn ưa thích trong cõi sắc, ưa thích hỷ lạc ở trong cái thiền. Họ thấy họ quan hỷ, họ thấy họ thích thú, họ thấy họ hân hoan ở trong cái thiền chi mà họ chứng đắc đó. Họ thấy họ thích lắm, họ quan hỷ lắm. Thậm chí có những vị phạm thiên á, thấy mình nó sống sâu lâu quá đi, sống dài quá đi, sống không thấy chết, mà rõ rạc là sanh về cõi phạm thiên á, tính bằng A Tăng Kỳ. Cho nên là vì vậy cho họ, họ vì họ sống dài, sống lâu á, cho nên họ sanh ra một cái tư tưởng là sao? Là sanh ra một cái tư tưởng là thường hằng. Thường hằng là không bao giờ chết, không bao giờ chết. Nhưng mà rõ ràng không phải là không bao giờ chết, nó vẫn chịu cái sự sinh diệt, cho nên họ sanh về cõi sắc. Bây giờ nè, một chúng sanh mà muốn ly khỏi sắc thì phải tu thiền vô sắc. Tu thiền vô sắc, ly khỏi sắc thì phải tu thiền vô sắc. Chúng ta nghe trong kinh chánh kinh mô tả như thế này: vị ấy ly các sắc, ly sắc, vượt lên sắc để trú thiền vô sắc. Vượt lên sắc trú thiền vô sắc. Thì ở đây đó, khi mà họ thấy rằng hả, có thân á, thì là khổ. Thấy không? Có thân là khổ. Cho nên là họ muốn tu cao hơn tí nữa, tức là họ nguyện để tu tập. Thứ nhất á, là họ tu bằng cái đề mục thiền vô sắc. Tu bằng cái đề mục thiền vô sắc. Cái đề mục thiền sắc á, thì dựa trên sắc. Dựa trên sắc. Ví dụ như là đất, nước, lửa, gió, từ bi, hỷ, xả, rồi hoặc là các cái đề mục bất tịnh là hoặc là các đề mục tùy niệm rồi đó. Thí dụ bất tịnh là thân rồi mới chết rồi sình ương lên, hay hoặc là loang lỗ đứt từng khúc rồi thành bộ xương khô, đó là 10 đề mục bất tịnh. Rồi 10 đề mục hoàn tịnh là xanh, đỏ, vàng, trắng, ánh sáng, đất, nước, lửa, gió gì đó. Đó là đề mục hoàn tịnh. Rồi 4 đề mục phạm trú, những cái đề mục đó đều là đề mục dựa trên sắc. Còn cái đề mục vô sắc á, là dựa trên cái khái niệm. Vì thấy có sắc á, là đau khổ. Sắc ở đây là sắc quẩn. Sắc ở đây sắc quẩn. Cho nên trong kinh thường mô tả đó là chúng sanh tồn tại dưới dạng năm quẩn. Dưới dạng năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn.
Chúng ta đây đậu đủ năm quẩn nè. Cái gì nó thuộc về thể chất của chúng ta theo triết học, đó gọi là phần vật chất, đó là sắc pháp. Cái gì nó thuộc về tâm lý của chúng ta, đó là phần danh pháp, mà người ta nói là tinh thần. Trong từ triết học gọi đó là tinh thần. Thì cái tinh thần đây là bao gồm bốn thành phần giác tự. Họ khỏi sắc, họ tu thiền vô sắc, họ vượt lên khỏi cõi sắc đó. Thì dĩ nhiên mà sanh về cõi vô sắc là họ phải chứng thiền vô sắc. Chứng thiền vô sắc thì chúng ta thấy có, mà thiền vô sắc này đó là điều là dựa trên cái khái niệm của tâm lý. Thí dụ như quan niệm về hư không không cùng tận, quan niệm về cái thức này, tức là tâm thức này nhận biết là không cùng tận. Rồi cái quan niệm là cái gì chấp về sở hữu này, cái gì mà biết rằng cái thức này không cùng tận, cái đó là cái mà gọi là cái biết của mình. Và cái biết của mình là vô sở hữu, nó không có cái gì. Họ quan niệm như vậy cho nên họ chứng thiền vô sở hữu. Rồi đến một mức tinh tế hơn nữa đó thì họ mới thấy rằng nó dường như có và dường như không, tức là phi tưởng, phi tưởng, tức là dường như có thân và dường như có tâm, dường như có tâm và dường như không. Ở mức độ này đến mức một tinh tế, nhưng mà ít ra đó là nó còn một cái là trong phần danh quẩn của chúng ta. Ở đây là dựa trên khái niệm, chứ nó không có đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, xanh, đỏ, vàng, trắng gì ở đây nữa hết. Mà dựa trên cái quan niệm, cái khái niệm của một cái vị hành giả, nó tinh tế hơn. Dĩ nhiên là sanh về cõi vô sắc thì không có sắc rồi. Không có sắc, chỉ có danh quẩn thôi. Cho nên là trong 31 cõi chúng ta thấy nè, 11 cõi sắc, 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc. Thì những cái cõi này á, thì trong đó có cõi, một cõi nhất quẩn. Nhất quẩn là chỉ có sắc quẩn thôi, đó là cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng ở trong 16 cõi pháp sắc á, ở trong 16 cõi sắc. Vô tưởng là không tâm, không có tâm, tức là không có bốn cái thành phần danh quẩn, chỉ có sắc quẩn. Sanh lên đó thì được mô tả ở trong kinh, trong luận đó, gọi là nó như một cái pho tượng vậy đó. Ngồi đó suốt hết một kiếp ở cõi đó rồi tự động họ biến mất. Chứ họ chỉ có cái sắc mạng quyền, và với cái sắc mạng quyền để tạo nên, giữ gìn, bảo tồn cái thể xác của họ như một cái pho tượng tồn tại, ngồi ở chỗ nào đó, ở đó, rồi đến một lúc nào đó hết tuổi thọ thì họ biến mất. Thì cái cõi đó, đó cõi vô tưởng đó, đó là không có tâm, chỉ có sắc quẩn. Cho nên chỉ có được sắc quẩn cho nên gọi là nhất quẩn. Rồi bốn cõi còn lại đó là bốn cõi vô sắc. Bốn cõi vô sắc ở đây đó là chỉ có bốn cái thành phần danh quẩn, nhưng mà không có sắc quẩn. Tức là có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và tức quẩn, nhưng không có sắc quẩn, cho nên là gọi là cõi vô sắc. Còn lại đó là những cõi còn lại gọi là ngũ quẩn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, vượt lên trên cõi sắc quẩn thì họ trú vô sắc, nhưng mà vẫn còn trú ở trong vô sắc. Bây giờ một cái thứ ba nữa đó là gì? Thứ ba nữa là Đức Phật Ngài nói là sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, và sự xuất ly cái ấy. Xuất ly cái ấy, cái gì được hiện hữu, cái gì được được làm ra, và cái gì được duyên khởi. Thì ta thấy nè, chữ đời ở trong cái bài kệ này, chúng ta thấy nè, biết được sức ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh chỉ tất cả hành, luôn luôn cảm nhiệt tình, luôn luôn cảm nhiệt tình. Tỷ kheo ấy thấy chánh, từ đấy chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vị ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi ách. Vượt khỏi ách, đã vượt khỏi các ách. Thì ở đây chúng ta thấy
Sở dĩ mà chúng ta có ở đây gọi là được tịnh chỉ các hành. Hành ở đây đó, chúng ta hiểu nó không phải chỉ đơn giản nó đến nghiệp là thân hành, khẩu hành và ý hành. Không, không phải như vậy không. Mà hành ở đây đó là phải nói rằng ba cái loại hành mà trong giáo lý duyên khởi. Ba loại hành. Hành ở đây đó là chỉ cho phúc hành. Phúc hành tức là những cái hành động mà chúng ta tạo việc thiện, mà theo như diệu pháp tức là cái tâm sở tư phối hợp với tám tâm đại thiện và năm tâm thiện sắc giới. Thì những cái đó, đó thí dụ như chúng ta nè, bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta tham thiền, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta nghe pháp, chúng ta thính nói pháp, chúng ta cải chánh tri kiến, chúng ta hồi hướng, vân vân. Những cái việc thiện đó đó là những việc thiện nó phát xuất từ ở cái tư tâm sở, tức là sở hữu tư chúng ta phối hợp với tám tâm đại thiện để chúng ta thực hiện những cái việc như nãy chúng tôi đã thưa. Và chúng ta tu thiền sắc giới để chúng ta tái sanh về cõi sắc, thì cái đó được gọi là phúc hành. Do phúc hành chúng ta có hành động, cho nên những cái việc thiện mà chúng ta làm nó đưa đến cái quả mà chúng ta tái sanh về cõi dục giới vui. Chúng ta tái sanh về cõi sắc giới. Cõi dục giới vui là gì? Người, cõi nhân loại, đau lợi, đấu tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Cõi sắc giới thì 16 cõi sắc, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền và 7 cõi tứ thiền. Nếu nói trong kinh tạng thì, diệu tạng thì 7 cõi ngũ thiền. Những cái cõi đó, đó là đều do cái hành động thiện, tức là cái hành động mà chúng ta tạo việc thiện. Việc thiện mình gọi là thiện đó. Cho nên là đưa đến cái quả mà chúng ta tái sanh cõi dục giới vui và cõi sắc giới. Bây giờ nói đến cái hành thứ hai là phi phúc hành, tức là hành động bất thiện. Nếu chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, chúng ta nói dối, uống rượu, sa tha mát, sân ác, tà kiến ác, cái hành động mà bất thiện đó, bằng cái sở hữu tư mà phối hợp với 12 tâm bất thiện của chúng ta. Tám tâm tham, hai tâm sân, hoặc là hai tâm si, kết hợp với sở hữu tư mà nó phối hợp với lại 12 tâm bất thiện, thì toàn là nó tạo ra cái quả khổ không à. Đó là những cái hành động bất thiện. Hành ở trong giáo lý duyên khởi là hành duyên cho thức, vô minh duyên cho hành, thì hành là duyên cho thức. Hành ở đây ta chỉ ba loại hành đó. Hành ở đó. Thì cái phi ở đây đang nói, tức là phi phúc hành, tức hữu tư phối hợp với 12 tâm bất thiện, tạo ra những cái việc bất thiện từ thân khẩu ý. Cho nên chúng ta toàn là sanh vào khổ cảnh. Nếu cái quả mang lại là chúng ta sanh vào khổ cảnh, cũng là hành động có sự hiện hữu, có sự hiện hữu. Rồi bây giờ cái hành thứ ba nữa là ở trong kinh gọi đó là bất động hành, tức là ở đây chỉ cho sở hữu tư mà phối hợp với cái gì? Phối hợp với lại bốn tâm thiện sắc giới. Bốn tâm thiện vô sắc giới. Bốn tâm thiện vô sắc giới. Bởi vì sao gọi là bất động hành? Vì khi mà chúng ta tu thiền vượt lên khỏi sắc, chúng ta trú vô sắc á, thì chúng ta tu thiền vô sắc, mà tu thiền vô sắc, chúng ta chứng thiền vô sắc, thì chúng ta sanh về cõi vô sắc. Mà cõi vô sắc á, thì chúng ta thấy là không có sắc, chỉ có thức quẩn thôi. Chỉ có cái tâm, bốn cái thành phần danh quẩn, tức là thọ, tưởng, hành và thức quẩn thôi. Không có sắc quẩn. Cho nên vì vậy dựa vào cái ý nghĩa đó đó mà các ngài gọi là bất động hành. Thì cả ba hành này nó đều mang quả đến, đưa đến cái quả tái sanh trong 31 cõi. Cho nên đó được gọi là sự hiện hữu. Hiện hữu. Mà hiện hữu nó có hai cái loại hiện hữu. Một là sanh hữu. Hiện hữu nó có hai loại hiện hữu. Hữu ở đây là theo cái từ Hán Việt gọi là có. Có mặt. Có hiện thứ nhất á, là nói đến cái gì, cái sanh hữu. Sanh hữu tức là chúng ta sanh ở bốn chủng loại mà trong kinh chúng ta thường được nghe, đó là sanh noãn, sanh thấp, sanh thai, sanh quá sanh. Loài người chúng ta là loài thai sanh,
tức là mẹ chúng ta mang thai chúng ta 9 tháng 10 ngày sanh chúng ta ra, ví dụ vậy. Rồi có một số sinh vật cũng từ ở con mẹ mà sanh ra con, ví dụ vậy. Rồi một số thì sinh loài bằng trứng, một số thì sanh loài ẩm thấp như là cá, trùng, dế gì đó, mấy cái con đó. Rồi một số thì sanh quá sanh, biến quá ra mà có, đều là gì? Sự hiện hữu hết. Thì bốn chủng loại đó được sanh ra thì cái đó được gọi là sanh hữu. Và cái thứ hai nữa, nó nói một cái hữu thứ hai nữa, đó là nghiệp hữu. Nghiệp hữu là sao? Là chúng ta đầu tư, chúng ta tạo tác. Mà trong kinh gọi là mình đầu tư, mình tạo tác, gọi là nghiệp. Thì bây giờ nếu đầu tư tạo tác bằng nghiệp bất thiện, đầu tư tạo tác bằng nghiệp bất thiện, tức là phi phúc hành, thì chúng ta sanh trong khổ cảnh. Nếu đầu tư bằng nghiệp thiện thì chúng ta sanh về cõi trời dục giới vui và cõi sắc giới. Chúng ta đầu tư bằng chứng thiền vô sắc thì chúng ta sanh về cõi vô sắc, mà trong kinh gọi đó là phi bất động hành. Cho nên ở đây đó, nếu mà nói đời á, thì chỉ ba cõi. Đời nó có hai ý nghĩa. Chữ đời mà thường thường chúng ta gặp gọi là lô cá đó, chữ đời ở đây có hai ý nghĩa. Một là chỉ cho các cái cõi. Chỉ cho các cái cõi. Trong 31 cõi đó là gọi là đời. Chữ là gọi là, hay là gọi là Kamafumi, Prubafumi, Akrubafumi. Tức là cái cõi mà chúng ta có mặt. Chữ Fumi ở đây đó là chỉ là đất hay là cõi. Cho nên là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cái đời trong cái nghĩa thứ hai là chỉ cho cái gì? Cho năm quẩn này. Cho nên ở đâu đó là trong kinh gọi là đời, thì ở đây chúng ta hiểu là trong đó có cái gọi là năm quẩn. Chứ không phải như thế gian, đời này, thế gian này, thế gian người ta chỉ về đời nó hạn hẹp ở trong cõi người của mình thôi. Còn đời ở trong Phật giáo, chữ lô cá ở đây chỉ bao gồm các cái cõi mà mình tái sanh. Cái thứ hai là chỉ cho năm quẩn. Sự hiện hữu của năm quẩn đó là đời. Sự hiện hữu năm quẩn là đời. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái nội dung của cái kệ cơ ngôn này, Đức Phật Ngài dạy là tỷ kheo thấy chánh từ đấy chính ở đây, vị ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vị ấy sống như vậy thật sự là ẩn sĩ đã vượt ra các ách. Ách ở đây đó là sự trói buộc, sự đè nặng. Sự trói buộc, sự đè nặng. Ở đó có thể là dục ách, có thể đó là kiến ách, có thể nói đó là hữu ách, có thể nói đó là vô minh ách. Ách ở đây đó là sự trói buộc hay là sự đè nặng. Mình ở miền Tây, ví dụ như ai mà ở miền Tây thì nghe cái gì? Cái đồ mà con, cái ách tức là con bò mà nó gác cái cây lên trên, hai cái cây kéo xe bò hay là kéo cái lưỡi bò, lưỡi cài đó. Thì cái cây mà nó để lên cần cổ của nó, ta gọi là ách. Cái ách nó đè lên trên đó. Thì hai con bò chúng ta thấy nó kéo chiếc xe, thì hai cái, một cái cây mà nó gác ngang lên, hai con bò nó kéo chiếc xe đi, thì cái đó ta gọi là cái ách. Hoặc là cái cây mà nó gác ngang rồi nó kéo cái lưỡi cài để nó kéo cài ruộng ở dưới ruộng á, thì cái đó ta cũng gọi là cái ách. Thì ách ở đây trong cái nghĩa là trói buộc và đè nặng. Đè nặng. Nhưng mà cái vị mà đã vượt xuất ly khỏi các dục, hoặc là vượt qua khỏi các sắc, vì ấy tịnh chỉ các hành. Tịnh chỉ các hành ở đây là gì? Nãy tôi đã nói ba loại hành đó mà không tạo tác nữa thì không có hiện hữu, không tạo tác nữa. Sự thật ra mình tu á, là mình tạo thiện nghiệp, phải không? Mình tạo thiện nghiệp ở đây có nghĩa là phúc, phước mà chúng ta tạo để biến nó trở thành cái phước vô lậu, nó trở thành một cái điều kiện để chúng ta thành tựu chánh trí, giải thoát. Chứ không phải là chúng ta không tạo cái gì hết gọi là giác ngộ được nha. Chúng ta lưu ý như vậy. Nhưng mà ở đây chúng sanh tồn tại ở trong sanh hữu và nghiệp hữu đó thì đều là do tạo tác mà ra, do hành mà ra. Cả ba cái dạng hành đó, phúc hành và phi phúc hành và bất đồng hành. Nhưng mà một khi không còn tạo các hành nữa thì với cái sự nhiệt tình, nỗ lực của cái vị ấy, thì cái chánh trí
vị ấy thấy một cái con đường chân tránh sanh khởi, và vị ấy chứng đắc được khi mà không hiện hữu ở trong năm trong ba cõi này, hay là không có hiện hữu của năm quẩn ấy, thì cái đó vị đó được gọi là một cái vị ẩn sĩ, sống với mức nếp sống an tịnh. Thì như vậy thì ở đây đó, trong cái bài học này Đức Phật ngài nói, một là xuất ly khỏi các dục. Xuất ly khỏi các dục thì quán vô thường, quán khổ, quán bất tịnh, quán vô ngã, để chúng ta lánh xa khỏi các dục đắm nhiễm ở trong gọi là raga tanha, tức là dục ái. Cái thứ hai là xuất ly khỏi các dục là chúng ta không tạo nghiệp để tái sanh lại cõi dục. Bởi vì mình khi mình tạo ước mà mình mong rằng mình sanh làm một vị thiên nữ, thiên nam thì mình hưởng cái dục mà. Cho nên là nó kéo dài cái dòng luân hồi mình ra. Theo quan niệm của Đạo Phật và Đức Phật dạy cho chúng ta đó là hả, cái gì nó còn hiện hữu thì còn khổ. Bởi vì cho nên là hành là duyên cho thức là như vậy. Thức ở đây là bao gồm cả thức tái sanh của chúng ta. Khi chúng ta có tạo tác thì thức tái sanh sẽ có mặt, có sự hiện hữu. Đó là như vậy. Rồi chúng ta xuất ly khỏi khỏi sắc á, thì chỉ có tu thiền vô sắc. Nhưng mà cái thứ ba ở đây đó là đoạn ly được những cái gì được hiện hữu, cái gì được làm ra, đoạn diệt những cái gì được hiện hữu, cái gì được làm ra, cái gì được duyên khởi. Thì cái gì duyên khởi cho cái đời sống này, chúng ta nếu chúng ta thấy đó, thì chúng ta phải đoạn cái gì? Đoạn cái vô minh, đoạn cái tham ái, đoạn cái chấp thủ. Và chúng ta tạo nghiệp lành để mong sao cái thiện nghiệp đó, để mong sao là cái đó nó trở thành một cái phương tiện giúp cho chúng ta đưa đến cái sự chấm dứt luân hồi sanh tử và giải thoát. Đó là điều mà chúng ta cần làm. Chứ không phải là chúng ta nói là ba cái hành đó, mà Đức Phật này còn khẳng định cho chúng ta biết nếu chúng ta còn ba hành đó thì dĩ nhiên còn hiện hữu. Vì thì lúc đó là chúng ta chưa giải thoát đó. Chúng ta còn hiện hữu. Còn ba cái hành đó thì chúng ta còn hiện hữu ở trong 31 cõi này, một trong 31 cõi này. Một trong 31 cõi này. Và khi nào chúng ta không tạo tác nữa thì không còn hiện hữu của năm quẩn, thì chúng ta đạt được cái sự giải thoát. Đó là trong cái nội dung bài kinh mà Đức Phật ngày dạy hôm nay là như vậy. Thì chúng tôi chia sẻ đến đây cũng vừa phải lẽ. Chúng tôi xin được chấm dứt cái bài giảng hôm nay. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, tu nữ, chư Phật tử chúng ta luôn luôn có được sự an vui, để chúng ta dũng mãnh tiến tu ở trong cái con đường tu tập của mình. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa, và con kính thỉnh Thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Và tu sắp ba mang lang ra khan tu sắp bề đề và ta sắp ba bồ đà na pha na sa ra sa thi bồ minh tu tề và tu sắp ba mang lang ra khan tu sắp bề đề và ta sắp ba ham ma na pha we na sa ra sa thi bồ minh tu tề và tu sắp ba mang lang ra khan tu sắp bề đề và sắp ba sang kha na pha we na sa ra sa thi bồ minh tu tề. Tất cả phước báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi thường đến người, cầu xin cho quả cố tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.